đó, ngoài đó. Dạ, cái mình có có cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không á, thì người ta gọi là ta gọi cái bạn này là stop band questionnaire. Thì cái chữ stop ở đây á, là nó gợi cho mình để mình biết là nó có ngưng thở hay không đó. Và bốn từ này nó viết tắt của bốn cái chữ cái, đó là snoring, có ngáy hay không. Thì ở đây người ta hỏi câu hỏi là khi mà ngủ ngủ đó là có ngáy to hay không. Thì ở đây là khi mình ngủ mình đâu mình biết mình có ngáy hay không đâu, cho nên mình có thể hỏi hỏi cái người mà ngủ chung cái cạnh đó, để hỏi thử là tối qua ngủ thì có ngáy to hay không. Thì nếu có thì mình cứ ghi yes, không thì ghi no. Tương tự là tired, không mệt hay không, tức là sau sau khi ngủ dậy đó, trong thời gian ban ngày á, thì có thấy mệt, thấy không, thấy kiệt sức hay là cứ thấy buồn ngủ hay không. Rồi tương tự như là observe, có ngừng thở nè, có ai đó, có ai đó. Dạ, cái